Đây đây mọi người, đây thêm con cua nữa. Wow, cua đực. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ngày Ngủ Vlog nha. Chào mọi người lên Hiếu ơi. Chào tất cả mọi người. Sao cái tiếng giống Bắc Kỳ vậy? Hả? Sao giống người Bắc rồi? Đâu có anh hạ âm xuống á. À, hạ âm xuống. Ngày hôm qua thì Huy đi xuống anh Hiếu chơi thì câu cá mọi người. Cuối cùng cũng xóa clip giống như là ngày hôm kia tại vì câu cá không có, với lại nữa mưa gió bão bùng quá trời luôn. Em lựa đúng ngày luôn, bão số 6 xuống câu cá. Tại vì mình muốn kiếm cái gì đó nó lạ lạ để chuyển tải cho mọi người cùng xem á mọi người. Thì ngược lại nó cái chiều hướng nó đi xuống cho nên câu cá nó không có mọi người. Hôm qua thì câu dính được có một con cá ngát nhỏ xíu cho nên là thả luôn. Thì ngày hôm nay ở trong ba má nuôi của anh Hiếu đang tác ao nè mọi người. Tháo ao. Ở dưới quê ở đây người ta kêu là tháo ao. Nhưng mà đây tác ao sai đã cò. Đây nè mọi người. Ở bên dưới thì cá rất là nhiều luôn, không biết mọi người có thấy hay không, tại vì nó nắng với lại nó chá mọi người. Ở đây á, thì ba má nuôi là không có nuôi nha, cái dạng như là mình lấy nước vô á, con cá nó vô được nhưng mà da không được đó. Thì một năm tháo một lần, thì tháo để tháng 10 nước ngập nên nó cá đi hết. Ở đây là có tôm càng xanh nè, cá chẽm nè, cá phi nè, rồi cá ngát nè, nói chung là cua nữa. Nói chung là giữ đủ thứ hết. Đầy đủ các thứ ha. Rồi một chút xíu nữa anh em mình sẽ đi xuống bắt coi có những con cá gì để chia sẻ. Theo Huy nãy giờ Huy thấy á thì rất là nhiều cá lớn nha mọi người, không biết là chút xíu ở đây đi xuống dưới nó sẽ được cái gì. Chứ có nghe nói là có cá chẽm nữa, mà cá chẽm nó là một con cá nó rất là nguy hiểm, nhưng mà cá bự nó mà sắn cái là mình tét tay luôn á. Thả ban câu cho nên bị đen một cái đứt tay. Không biết mọi người nhìn thấy cái ao này có quen không, cái ao này là cái ao huyền thoại mà Huy với là anh Hiếu chài cá mọi người. Cái ao này như là anh làm là hình như là cả 5 lít rồi. Cả 5 lít. Chài lưới câu cá vua tè le từ nước. Ok thì không biết thành phẩm của anh em như thế nào, thì bây giờ chờ cho nước nó rút rồi anh em sẽ xuống bắt cá với gia đình nha mọi người. Ok. Nước thì bây giờ nó rút cũng gần xong rồi mọi người. Cá thì nó rất là nhiều, không biết mọi người nhìn qua màn hình mọi người có thấy hay không, nhưng mà ở bên ngoài Huy thấy rất là nhiều nha mọi người. Thì ngày hôm nay thì cũng muốn chuyển tải cho mọi người cái cuộc sống của bà con nông dân ở đây, ở quê họ làm ăn như thế nào và họ làm gì. Thì ở đây cái ao này là theo được biết là cá thì thiên nhiên, cá lấy nước ra vô đó mọi người, rồi cá sông nó vô nữa. Cái ao này thì tát chút xíu nữa sẽ tát rồi bắt cá lên, chứ để tới tháng 10 là nước nó dâng lên là cá nó sẽ đi hết nha mọi người. Đó thì chút xíu nữa Huy sẽ đi xuống dưới đây Huy bắt cá. Thì đi theo cái chú kia, tại hồi nãy chú kia nó có ổng có cây vợt không mọi người. Sông cá đâu có lớn. Thuồng cá măng nó đầu đó luôn rồi kìa. Nó ngợp quá. Cá thì nằm trắng cái đường nó luôn kìa mọi người. Ồ có chẽm kìa. Ồ nó phơi lưng kìa. Ồ mấy con cá kia nó lết lết lết. Ồ con cua nãy nó bò đâu mất tiêu à. Đang quậy cho nó đục nước nha mọi người. Cá quá trời luôn, cá bên dưới. Ồ, ồ, cá gì? Rồi, vô coi. Wow, đây cá nhiều lắm, quá trời luôn. Mày! Lũng, ê, kìa. Chơi gì ai chơi lại? Đây nha mọi người. Cá nè. Wow, cá đối con nào lấy bự bự không? Cá đối nữa hả? Rồi đây. Wow. Ôi, con cá phi. Con cá phi thì bự giống như con cá bữa hổm mình câu vậy mọi người. Cá bá luôn. Con cá phi nãy nè. Anh lướt lên đây cái anh nằm đi luôn. Cái gì vậy? Cua. Quay. Bị cua kẹp á. Bị cua kẹp. Đâu rồi, cua đâu bắt bốc nó. Hút nó luôn. Giống như anh Hiếu bữa hổm ông bị em đi bắt con cua với ổng á.
đi bắt ra đi mà khía cái ông bị cua kẹp, cái ông kêu quy quy cắn 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 có dây mà bỏ vui bỏ đại cái luôn đi. Ồ cua này già rồi mẹ nó dần kia. Ôi 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 ok 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 trời ơi lỗi kìa ghê vậy lỗi tới đó nằm đó trời con cá nó bự nha mọi người kìa. Ôi trời trời má ơi cũng có bự wow. Cho nó vô luôn anh ơi, cho nó vô bao này, vô bao nè, vô bao nó dễ hơn cho nó bò ra. Ủa má ơi cũng có bự wow 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 cua này cua đực quá dữ. Cua là 3.5 gram ạ. Cho ra đi vậy. Đó, lọ thốc. Đây, bỏ vô ba nha mọi người. Cua này 3.5 gram, cua này bự lắm. Quá trời nắng. Mình đi trên bờ nha, đi vòng vòng như này nè, mà nó lúng cái này. Hồi nãy lội dưới đó đó, nhưng mà lội kìa cặp cặp mé mà mọi người. Anh Hiếu thì anh quay cái đầu dưới, tại vì hai anh em đi chung à, không có quay chung được mọi người. Có khúc nào quay chung được thì quay, chứ nhiều khi quay lên á mọi người nói là hai thằng đi mà có một cảnh một thì nó cũng ấy. Cho nên là Huy đổi, Huy lên trên, anh Hiếu quay dưới chút xíu anh em gặp ở dưới nha mọi người. Ở bên dưới anh Hiếu đang bắt được con cá chẽm rất là bự nha mọi người. Ảnh dơ lên là Huy thấy là cái con nó cỡ nửa sải tay á. Wow. Chút xíu nữa xuống dưới Huy sẽ kịp cho mọi người xem nha. Thì tại vì mình bắt cái đầu trên á, cho nên là bắt cái số cá nó sót lại thôi. Còn cái đầu dưới cá nó dọn dưới trơn mọi người. Mệt quá. Đây đây mọi người. Đây thêm con cua nữa. Wow cua đực. Cầu thủ cầu thủ. Ây da. Wow. Kìa 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 con cá kìa. Chà bá luôn. Ôi xù. Anh Hiếu ơi, chào mọi người, anh Hiếu ơi. Ông Hiếu đang đi đằng lại đằng đó kìa mọi người. Có bị cua kẹp trên Hiếu. Ở dưới này là ba con bốn con rồi mọi người. Kìa kìa sao luôn kìa, kìa kìa. Cá phi nó núp ở dưới cái lỗ mọi người, xong cái hang của nó cái nó chuồn lên kìa. Ui quá trời. Cua 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 đủ con má của cua này bự à. Đụng thẳng không, sao tao lấy không đụng ta. Đây nè đây nè đây nè. Xuống 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 luôn, xuống luôn thẳng xuống. Ừ ừ xuống. Sao đụng chưa hả? À dạ. Thì sao được chưa đúng không? Đó đó. Trời ơi má nhém nữa rồi, bị cua kẹp. Nhém nữa bị cua kẹp rồi, có gì hát nó lên luôn anh. Bỏ hát nó lên đây nè, bỏ nguyên một đống. Ừ hát nó lên. Ồ nhém nữa Huy bị cua kẹp nha mọi người. Đây. Ôi ôi. Ôi im vuông rồi. Đây đạp đạp nó bị lật luôn. À. Ủa cái tôi lết chứ không có đụng ta. Trời ơi, cua này cua cái gạch à. Quay ra em coi cái anh. Đây, cua này cua gạch nha mọi người. Wow. Cua này 2.5 gram. Đây cá nè mọi người. Cá giờ nằm đây nè. Cá nè anh. Anh cá nè. Cá đó nhỏ nhỏ không. Cái nè. Kìa kìa sao luôn anh kìa. Đó 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 kìa. Okay. Đây nha mọi người. Còn cá nè mà chiên nó chua ngon mập.
nó lủi rồi. Kìa kìa kìa, có cá chẽm luôn, quất cá chẽm luôn, coi chừng gai không. Ồ, đây cá rối nhanh. Cá thao lâu rồi không chú? Đây đây coi nếu nó lủi á. Ôi 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 ôi, cá phi. Trời má ơi. Trời ơi nó bự. Quá trời. Ôi. Hôm nào hôm nãy nhìn mình mẩy mà mắc cười. Mặt mày xinh không. Trời ơi má ơi. Đây nè, cua nè. Cua đâu xinh không? Cua này một cặp luôn á. Một cặp là cua này cua cớm á, cua cớm ăn ngon lắm. Kìa cái vợt kìa, xúc đi cu. Xúc cua vô. Đây nha mọi người. Đây. Con cá chà bá luôn. Ây da. Ôi vô má ơi. Trời ơi con cá. Trời ơi. Ghê. Trời ơi con cá nó bự. Đây nè, sau lưng nè, cái, đây cái chẽm nè. Cái này phải bỏ bớt đi, chứ về sao được. Quá. Thôi rồi, cá ngát là sợ, đây nè. Cá chẽm. Cua này, con cua cái nè, ngon lắm á. Cua cớm. Ây dạ. Hả? Rộng miếng này thế nào cũng có cua. Dạ. Đây nè. Cua má ơi, quá trời. Cá nó chai rồi, nó không lớn nữa. Kìa kìa. Ôi ôi nó gãy. Ôi ngồi đây. Ngồi đây. Trời ơi má ơi con cá ngát. Xúc nó. Xúc nó. Ừ. Đừng để nó lộng hành anh ơi. Quá. Trời ơi vớt cái còn, vớt cái còn kìa. Quá kìa. Kìa dưới giật anh kìa. Đó. Ngay dưới giật anh kìa. Kìa. Yeah. Đây mệt quá. Mệt quá nhiều mệt luôn. Rồi dòng xuống dưới chỗ cuối này nè mọi người. Đây là xuống dưới góc này nè. Quá trời cá luôn. Anh Hiếu thì anh ngồi tút bên kia. Đó. Ôi má ơi nó mệt. Nè mình mấy Huy nè. Nhìn như con tròn luôn. Ôi tay chân mặt mày. Nãy là chùi bớt rồi đó. Nãy là nguyên một mặt xình luôn. Tại vì con cá phi ấy, nó quậy lắm. Nó đập cái trò mình mấy. Mặt bài điện thoại đồ này nọ thứ rồi dơ hết chân luôn. Đây nha mọi người, đây là con cá nâu. Cá này nó ăn nấu ăn chua béo lắm. Đây này. Cá này kho ăn cũng béo nữa. Rồi, rồi nó xuống nước không cái bắt luôn. Ở bên kia. Ở bên kia ông anh mới bắt thêm một con cua nữa nha mọi người. Rồi ông ngồi ngay đó nhém nữa nó quất con cua uống rồi. Hồi nãy bị con cá chẽm nó đâm xê. Đâm miếng. Ừ. À. Cá chẽm nó đâm đâu có gì đâu. Sợ cái nâu cá ngát thôi. Nó đâm không thua cá ngát đâu. Trời ơi ông nội bỏ đâu vậy? Nguyên con cua. Thôi. Hổng không? Trời ơi. Cua gì cả năm trời nó mới lớn vậy ta. Nó chai hết trơn. Cua lớn ông bắt ông đi nhậu chứ. Con gì anh? Trời ơi cua nữa ông nội ơi. Quá trời. Trời ơi con cá. Trời ơi kìa. Trời ơi kìa. Ôi quá trời ơi. Ôi trời ơi má ơi kìa. Ôi nó bự. Trời ơi đi nè. Đây nè. Dạ. Trời ơi. Nó gần bờ Huy đặt lên cho mọi người xem.
Kìa kìa. Trên kia cá bự kìa. Ôi ôi má nó quậy kìa. Ôi ôi kìa. Ôi nó quậy kìa. Ôi má ơi nó bự. Cá nó hơn 2 kg à. Quá bự à. Trời ơi, trời ơi kìa. Trời ơi má ơi. Trời ơi quá. Ôi nó bự. Ôi, ở dơ nó cao cao lên anh ơi. Ôi má ơi con. Đây cá phi Đài Loan nè mọi người. Quá bự luôn. Ôi. Ôi má ơi. Ôi. Trời con không xình luôn. À, dính xình luôn. Trời ơi. Chơi cái dẻ là thôi bắt phát luôn, vỗ thôi. Nè, có đây lại lại đó thằng Hai nè. Thì ông mới bắt được con cá bự nữa kìa. Trời ơi. Ôi. Ui. Ôi, trời ơi, trời má ơi, cá nó bự nữa kìa. Quá. Wow. Quá wow, nó bự. Cá ngon ngon nè. Trời ơi nó bự. Trời nó bự. Ô, mình mấy là như tròn nha mọi người. Anh Hiếu thì anh đứng bên dưới nè. Rồi sao anh Hiếu? Hả? Sao rồi? Đây là chú mình mấy nè. Xình mà nó đóng lớp 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 mà mặt mày hồi nãy giờ là chùi bớt rồi đó. Chung tình hiểu biểu sắc. Quá trời mệt nha. Cá con nậu đấy nó chập há vậy nè. Nhìn thấy ham luôn mọi người. Chùi xình bớt. Cá cá chẽm quá trời bự luôn. Cua nữa. Cua con nậu đấy quá trời luôn. Anh Hiếu ảnh xuống đây nhìn ảnh đen thui luôn. Nhìn nọ không ra luôn. Đây, vô trong nhà rồi, bây giờ Huy sẽ bắt thử một con cá cho mọi người xem nha. Cá thiên nhiên. Đây, con cá phi nè. Trời ơi, cá chén thu thu luôn. Đây, ký kia mấy. Một con cá phi. Wow. Cá đối. Một cá đối. Cá này mà nướng thì thôi luôn, giúp lại với lại nấu canh chua. À. Quá trời luôn. Đây, trắng luôn. Đây nè mọi người. Wow. Đây nè mọi người. Đây là một con cá ngát. Với lại mấy con cua hồi nãy bắt được ở bên dưới nè mọi người. Còn mấy con nữa nhưng mà chưa đưa vô đây. Ồ, cua nó đưa cái càng ra nó thủ à. Trời ơi má ơi, cá chẽm nó bự. Wow. Cá chẽm này có 3-4 kg à. Ủa cá phi nè. Con nào lấy nửa ký luôn. Cá phi còn cá phi chị. Rồi chết rồi. Không cá phi sống á. Có phi cái đói luôn quá trời nè. Sợ mấy cái sống bỏ vô rồi dạ đi. Sợ mấy cái sống này chết giá rồi. Mưa luôn rồi nha mọi người. Hình như là mấy ngày này sao á. Bão sao mà mưa quá trời mưa. Đây. Dạ. Quá trời cá. Ủa thả lại bên này hả chú. Ủa hay là gọng. À đang gọng. Ui cá nhiều lắm nha mọi người. Đây nè. Gọng gọng lại dưới này. Ôi con nó ngấm rồi kìa. Dạ. Wow. Mưa nha mọi người. Đó. Mưa lâm râm lâm râm lâm râm. Ôi cá kìa. Đây. Ui mình mấy như con trồn nha mọi người. Xuống đây rửa để nó bớt. Sao chị? Không không? Wow, đây là cái số vợt thiên nhiên. Đây. Nữ sát thủ. À, trời ơi, để cho nhỏ cầm luôn chết mẹ. Cầm cái này không có thế. Cầm cái quay mới được. Đây. Mấy người kia đâu? Trời ơi quá. Vợt. Ở đây là nước rồng là bà con ở đây họ đi bắt vợt nha mọi người. Ký cũng mấy chục ngàn. Ngày người bắt cũng phải 5-7 kg gì đó là cũng đủ sống nha mọi người. Mưa rồi. Đây. Đang rửa cá nè mọi người. Anh Hiếu anh đang ngồi rửa cá. Trời má ơi cá nó bự. Đưa em coi anh Hiếu. Ôi. Ôi ôi. Quá rồi. Đây nha mọi người. Đây là cái số cá chẽm nè.
con nào con nấy thì bự má ơi luôn. Con này cũng khoảng 4-5 kg á, con nào nhỏ nhất là cũng khoảng nửa ký. Đây nè, là bá luôn. Thành quả đây. Còn cái số cá hồi nãy gặm ở ngoài kia đó mọi người, rất là nhiều luôn. Đây. À, em gái thiếu già đang ngồi làm mà không kịp hút thuốc luôn mọi người. Vậy không được nha em gái. Em gái vậy sao đi khách được. Đây. Đây anh Hiếu anh đang cầm hai con cá rất bự luôn. Tụi bay cầm tụi bay hẳn chịu lao đi. Cái đầu vô. Con cá chà bá luôn. Trời ơi nó bự bích cái mặt luôn á mọi người. Nè. Trời ơi nó bự. Trời ơi nó bự bằng 3 cái điện thoại, 4 cái điện thoại gấp lại á. Má ơi nó bự. Nào anh Hiếu? 40. Wow. Tôi nói ngoài 100 kg. Như anh Hiếu? Hai cá không phải tầm cỡ 50 với nước nữa, 50 nữa là chắc cỡ 100 á. Nếu không nổi luôn rồi. Cầm sống mà chùm sống dài. Cho chừng anh này nó còn sống á. Cái hầm này bây giờ đây nè. Thấy chưa? Mày đổ ra ăn đống luôn chứ. Ok thì kết thúc của hành trình ngày hôm nay mọi người. Hai anh em đi vô nhà ba má nuôi của anh Hiếu bắt cá nè mọi người. Đây, anh Hiếu cầm thử cá lên. Anh Hiếu. Trời ơi má ơi con cá nó bự. Con cá này tầm 5 kg mọi người, hơn 5 kg á. Cá nó bự lắm. Ở trong thấy nhỏ wow. Ngoài bự dữ lắm. Ở ngoài nó bự kinh khủng luôn. Wow. Cái tổng cái số dần cá mà sáng giờ bắt được á là nó có khoảng là hơn 200 á. Nặng lắm mọi người, cá đâu thì khá là nhiều luôn, nó bự hơn tay luôn. Wow. Cá này mình ăn cái gì ta? Anh Hiếu, nướng thôi. Nướng là ngọt lắm. Không phải nó cái mỡ nó mỡ nó béo lắm. Đó. Đây nè mọi người. Đây là tổng cái số cá từ sáng đến giờ bắt được với lại cái dàn cá ở ngoài kia thì hồi nãy Huy cũng có quay cho mọi người xem rồi. Ok. Thì kết thúc hành trình này không biết nói gì hơn. Chúc cho tất cả mọi người có giây phút thư giãn thật là nhiều niềm vui nha. Thì nếu mọi người thấy video kịch tính hấp dẫn thì nhớ like, subscribe, chia sẻ để cho anh em mọi người bạn bè cùng biết ha. Ok và nếu mọi người yêu mến Huy cũng như là anh Hiếu cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh cũng như là ủng hộ cho hai anh em trong những ngày sắp tới nha. Ok thì bây giờ chào mọi người luôn anh Hiếu ơi. Vâng và đó đầu tiên mình chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người ở clip gần nhất ha. Dạ, chào tạm biệt.